Sao nhà con này ấy đến nhà hai bố luôn không là phải khuất cái ngó vào nhà nó có gì không nhìn thấy đến sao nhà Việt Dinh cổng làng Việt Dinh nhà Việt Dinh nhập kít luôn nhà Trang cổng của đồng viện đầu này đầu lao đầu cái nhà Việt Dinh nhà mình kít vào bên này cái gì không nhìn thấy đến đây cho đoạn đo kính cái cao nhà đứng đối với Việt đúng đến ngoài cổng đường này cái gì cổng không thấy cổng nhà Trang là nó ở đầu ngõ đường luôn rồi. Nói bắc từ nhà Trang đến tận đầu ngõ đường ơi. Đến đàn đo kính là đẹp. Đo kính á, đo kính. Không, chúng ta nhìn được thấy. Nhà đo kính. Ờ, đo kính. Đo kính này đường mới khuất ở đường. Đó, đồng anh nó khuất. Cái đường cái cấy. Đúng kính. Đúng kính. Đúng kính. Đấy, trời đấy thì... Bố hôm nay là tôi nhờ các em tôi bên rồi. Anh em... Đỡ thì đỡ một tí thôi. Thôi, nhà đồ hộp là đứa quá. Cho... Thì hôm nay là cứ ăn mặc bình thường. Thoải mái. Ấm vào được. Đấy, còn đến tối hôm đấy là tôi cũng chính luôn. Anh em ăn mặc lịch sự đến đâu nhé nhé thế nhất mỏng rồi. Mời cô thì tôi mời từ 5 giờ thì anh em cứ đến từ 4 giờ 4 rưỡi. 4 giờ phải đến, phải có mặt. Ít nhất là 4 rưỡi phải có mặt để có thể là chuẩn bị với cả không cao su rồi. Xong tiếp đón là cao su được không bị cao su hôm nay. Đấy. Lần đầu phút nó ôm nó lừa anh em nhiều. Con nhỏ á. Kéo được là đấy. Kéo được là đấy. Xong mà có nghĩa là tiếp thì tôi mời tổng cộng là có 27 mâm. Đấy. 27 mâm thì anh em nó mất 2 mâm rồi còn 25 mâm. Dạ thì anh em chia nhau ra. Dạ là vớ không lâu người ta rồi. Chia nhau phạt. Hơn ba hơn cái là bạn bè tôi chưa là bốn sọi hơn bốn sọi không kia. Cũng là đỡ hộ một ít. Không không đỡ hộ nhiều nhưng mà đỡ hộ một ít. Còn mấy thằng? Thế rồi. Mấy anh em vất vả chứ hết. Biết để còn ba, còn tránh nhau rồi ăn ba đâu rồi. Lực gì đi chứ. Ờ, cơ bào. Nói chung là còn có ba thì... Không, nó không phải còn thằng nào cũng đâu, nó có mấy thằng cũng được thôi. Nên là... Hơn như... Nó không có anh em bảo này, anh cứ ba nhau để ba nhau rồi. Mua được à? Long rồi, thay can sớm. Không bị gì. Mọi người chung là thay đăng ký. Bên nhà anh em không làm em đấy. Thông báo lịch đi. Anh em không được thì anh em nói. Chờ đi tiện tay lấy đá hoặc lấy bia anh em. Việc lấy bia cho phấn mâm mà thiếu. Còn cái vấn đề là tôi mượn xe tôi sẽ bảo cúc rồi. Chẳng được. Đấy. Đi cả về vấn đề là chơi đi gì. Thì đây Cương rồi thuê rồi. Anh em mình gần đây phải mua xe. Cương. Tôi sẽ là nghĩa là đến hôm sau là đón về về dạp. Ô tô lái xe đón luôn. Đó về ra xong đi ô tô về 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 đây. Có nghĩa là đại lên xong đi ô tô về đây. Tôi phải nhờ phụ ở đây. Còn anh em ăn uống tất tật là ở kia đúng không? Ăn uống tất cả mọi thứ đều ở kia hết. Ăn hút thì ăn hút. Hút thì đi. Về đây. Sơn vẫn cho đi mày. Đi thì cơm vào thôi rồi thì. Thì về Tiền Long thì anh em bắt đầu đóng cửa từ hôm mai. Thôi rồi nha. Mai hoặc hôm nay. Mai là anh em cưới xong là tất cả rồi. Đóng hết cho Cương. Đóng hết cho mẹ, mai tao cưới trước mẹ. Đóng hết cho mẹ. Đóng hết cho mẹ xong mẹ thanh toán tiền thế gì bọn tao có thanh toán đâu. Tiền ở đâu đóng? Thì anh em chưa bảo. Sắp hết. Để bây giờ như này nó phải nhá, đến tối ra nhà sinh nhá, sinh có kèm. Đến rồi, đến kèm bảo. Đến trưa mai anh em mình là đóng hết cho đi đâu nhá. Mai tao được 500 tiền trưa mai là tất cả em đóng tiền thế gì tổng là mới người là 600. Anh em tao vừa nhận được 500 xuống phòng đóng rồi. Mày in thì bố phát biểu kè không làm nhận được. 500 con đổ không cầm. Rồi nó xong á. Rồi còn không cái gì vậy riêng cái gì cũng đi xa mẹ nhớ nó nhận được đâu. Anh em là 600, 300 đúng không? Đóng đóng hết cho Cương. Đóng từ giờ đến trước mai để quyết định là như thế. Đóng để con trả tiền xong với cô xong còn thanh toán. Ờ đóng đóng với tôi được. Cô xong còn thanh toán. Còn vấn đề tiếp theo là cái vấn đề vợ con thì tôi khả năng là vợ con thì bữa chính thì anh em mang vợ con thì cả người yêu ra cả người yêu nhá không anh em đồng đấy cả người yêu cả vợ con cứ mang qua có cái là cô chính thì hôm cũng là chiều đầu tiên đấy hôm sau thì thôi thế tôi cũng thông báo lại hôm qua tôi thiếu tôi bảo anh em cứ cả người yêu thì nhân không bình thường là chỉ có vợ thôi đấy còn đây thì bước thông báo thì tôi không mời nó khó thì tôi thông báo lại rồi bây giờ em bận mẹ rồi bận mẹ rồi không bây giờ nhiều khi tôi cũng nhiều việc làm sao mà tôi nhớ được cái vấn đề đây cái đấy nó là quá bình thường đấy tôi thật thế lúc nào cũng muốn tham gia lên ba đấy đấy hiện trong 600 nhá đấy tôi ghi vào món mẹ con chó mất lép đấy cũng chính em mang người yêu cả vợ con đến đầy đủ
cho quân với cả béo thì mình quân với cả sinh với cả trung nhá, với cả tôm cung quên người bạch ư, bạch ư, bạch ư mang kiểu lon đi, em có là cứ mang đi không có ai thôi, mang kiểu nước đi người lặn thầy là bóng máy em có ai đi, chung với bạch là sang đây là cô cương là xác định hỏi bạn được rồi. Ông quan nhá, ông bảo tôi nhá. Thế là có bạn rồi. Nếu mà bạn thì thôi, tôi không cảm được. Còn đấy là ai cái gì, ai mà chưa nghe được cuộc được thông báo thì lên lên trên kênh và xem. Nghe anh em đồng hội thì bây giờ ai đi bảo người yêu như là Cương, thằng Tuấn nó chơi ông Cương được. Thì mẹ tôi vợ cả hơi. Mẹ tôi gọi điện thoại cho vợ thằng Tuấn, vợ hiển thì mẹ tôi chẳng gọi. Không phải là thì ông của vợ ông mà đâu. Mình hiểu, nó Cương gọi vợ mình là buổi. Thì mẹ nó chó à, nó bắt tao gọi. Còn mẹ mày gọi tao thì sợ ông này. Ông vợ mình bảo sao không bảo anh không được phải gọi điện cho em cơ chứ. Anh chú đáo quá. Kỳ câu kỳ. Lại tám giờ năm cho tao thoải mái với Quốc một tiếng, anh em cùng còn hai bảo không anh chung bố sẽ báo lại mày liên nhà bây giờ anh không biết gì mẹ mày tám giờ bố phải nhắc lại bảo sớm ăn karaoke được. Mày cũng bảo tao nhắc để mày tao ông nhạc tao. Mày không có ông nhạc thì khó nói nhắc đi à. Bình thường tôi sáng giờ rồi, 7 giờ tôi giờ làm, 7 giờ tôi vào. Dạ. Còn vấn đề cuối cùng là như này, anh em đi đủ 4 bữa. Cô là có 4 bữa, 2 hôm. Anh em đi đủ 4 bữa không bỏ bữa nào. Đấy còn bữa hôm 19 thì xong anh em còn phải đi uống rượu 3 tầng 7 máy bậc thôi, mọi người đến đòi. Tôi chết tôi rồi. Lòng tin lắm đấy. Ờ, nó là mỡ. Mẹ mấy tầng. Cháu 2 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 tầng. Vẫn cùng một lò mà ra. Cũng thế. Lo lại thế. Cùng một rồi, đéo cưới nữa. Bây giờ có cưới rất tơ. Anh mình thiết kế. Mày tỏi. Mày tỏi. Mày tỏi. Mày tỏi. Tới thứ 3 rồi. Lúc đấy anh em mình say. Tài đi mà có đổ có ngã đi vào mấy cái chén rượu nó ở ngoài bàn không sao đúng không? Thông cảm. Đổi đấy. Rồi thành mẹ tao có thành. 70 chén đi mẹ mẹ. Hôm mình tao nghe thành tao đang chung bách với cả Huân mà là vẫn ít đây mang thêm đây. 70 chén bia mà một ra cũng lấy. Có ai chơi đấy gì đâu. Điên à, có đâu. Rồi. Cứ buổi trưa quá đông liên. Thành này buổi tối. Mày bảo vợ mày bày nhiều vào. Anh em mình đã hai bơm một con lỗ, mà thì đâu, đi mới còn đứa, một tay mẹ đi bụi ỉa nè. Rồi, tạm dừng video tại đây. Xong rồi gì? Ok nhá.